Ok, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục qua server PBE để trải nghiệm về chế độ đấu trường chân lý của mùa mưa nhé anh em. Let's go. Cơ đầu thì mình đã có một cái loại công nghệ mình nghĩ là anh em cũng đã từng chơi rồi, đó là đặc quyền phú gia. Và ở mùa mưa lần này thì không còn cái cơ chế là chọn huyền thoại nữa. Đấy anh em nhớ nhá, không còn huyền thoại, nghĩa là chúng ta không thể mà kiểu lựa chọn những cái loại yêu thích như cái mùa 9 trước đây. Và một trong những cái tộc hệ phải nói là xịn sò nhất, tộc hệ nổ hũ, mà chắc hẳn là nhiều anh em cũng đang gọi là muốn chơi thử, đó chính là Hostile. Cái tộc hệ này ấy thì phải nói với anh em ấy, chơi ấy là nghĩ luôn, chơi phát là cuốn. Thôi rồi, chắc mình sẽ lấy luôn là nhà tiền Việt cộng, nhận ngày 18 tiền. Modernizer phiên bản là tiếng Anh. Và bây giờ là chúng ta có thể là lên tận level 10, không cần khuyến mãi kinh nghiệm nhá. Một ông có trang bị gì cho Olaf? Mình sẽ lắp luôn cái giáp lửa để dự báo này. Cái cơ chế tinh anh là gì? Thì mỗi trận đấu sẽ có những cái vị tướng tinh anh ngẫu nhiên. Đấy. Và những cái vị tướng tinh anh này thì chúng ta mua phát là lên 2 sao luôn. Ví dụ như Mordekaiser bậc 3 là anh em phải mất tận 9 tiền để mua này. Đấy. Và những gọi là cấp độ khác nhau thì sẽ ra được những cái vị tướng tinh anh khác nhau. Ví dụ như level 6 là tỷ lệ rất là cao ra được những cái vị tướng tinh anh bậc 2 và bậc 3. Còn level 7, level 8 ở level 8, level 9 thì nó sẽ ra những cái vị tướng tinh anh bậc 4. Đấy. Level 9 thì bậc 5, còn level 10 thì sẽ bậc 5 cao hơn. Cho nên là dựa theo cấp độ của chúng ta nữa. Ok, giải thích qua về cái hệ Hostile. Nó là một cái tộc hệ giúp cho anh em mình tích lũy được những cái lượng trái tim. Lượng trái tim này thì nó sẽ kiểu sau 4 vòng đấu là anh mình chắc chắn sẽ được nổ hũ luôn, chứ không cần phải là win hay là gì đấy đâu. Cứ gọi là sau 4 vòng đấu là anh em mình sẽ được nổ hũ. Đấy, dựa theo những cái stack. Ví dụ như hiện tại là mình đang 11/20. Đấy. Càng nhiều stack thì nó sẽ gọi là can cho chúng ta những cái phần quà mà xịn sò hơn. Và một cái đặc tính của cái hệ Hostile này ấy là anh em kích hoạt càng nhiều thì nó sẽ là cái chỉ số nhân càng cao. Đây. Các tướng Hostile nhận thêm năng lượng mỗi khi mà kết liễu kẻ địch, và còn nhiều hơn nữa khi thua giao tranh với người chơi. Mỗi 4 giao tranh với người chơi, chúng ta có thể gọi là nhận được những cái phần thưởng giá trị. Giải thích này hơi khó hiểu. Tại vì mình cũng xem những cái bản dịch của mấy cái bên ấy thôi. Quan trọng nhất vẫn là cái khoảnh khắc mà chúng ta gọi là thực hành nhỉ. Chơi cái này phải thực hành cho nó thực tế luôn. Chắc là mình sẽ lấy một cái ui mất thread rồi. Mordekaiser đi. Bậc 3. Nhiều tướng mời vãi. Theo anh em thì mùa 10 này tộc hệ nào đáng chơi nhất? Echo này. Echo thì có hệ Tredam, Spill Weaver. Mình sẽ úp cấp cho thêm một con Hostile này vào. Và cái cơ chế tinh anh anh em, nó sẽ kích hoạt hai cái tộc hệ một mốc hai luôn. Bây giờ chúng ta còn thiếu con Ezreal nữa thì mới lên được 5 Hostile. Và 5 Hostile thì nó sẽ nhân 3 lên. Còn 7 thì sẽ nhân 7,5. Ví dụ như mình đang 24/40 này. Hạ ngục được tướng phát. Thum 26.
nữa đi. Cái này thì chúng ta cũng không cần phải đánh chuỗi thắng hay là chuỗi thua nữa. Chuỗi thua thì sẽ được cộng nhiều hơn thôi. Ui giời. 30 trên 40. Ăn đi. Hay quá. Một mình con AFE của team địch thì mình nghĩ không thể nào mà bắn qua được con tăm ken với cái sắp lửa này luôn ấy. Echo 2, Gna, Amumu. Ba nổ hũ lần này thì chúng ta có Zone này. Vậy là cũng sẽ có được 5 Hustle luôn. Con Zone nó cũng là cái con mà trong cái bộ tộc này. Đấy. Hệ Sentinel, đây là một trong tộc hệ mà boost giáp cho toàn bộ đội hình và sẽ nhân 2 cho những cái con trong bộ tộc đấy. À, đương nhiên rồi, quỹ phòng nhà tài phiệt thì chúng ta sẽ phải tích lên cái cột mốc 70. Mà được cái game này là mình đang giữ máu rất ổn định ạ. Mình sẽ đánh những cái vị tướng bậc 4 hoặc là bậc 5. Ui giời. Bắn đi, bắn đi. Vẫn win các bạn ạ. Bạn Queen này thì cũng có Aphelios. Ô, win này là thua. 2 đánh 1. Thôi xong rồi. Con Ezreal của team địch nó lại là một trong những vị tướng kiểu bay nhảy ấy. Khó chịu lắm. Rất khó để bắt được con Ezreal đấy. Vex. Top 1 100 máu này. Wow, hệ Pentakill. Bên này thì 4 đấu sĩ à? Cái gì mà set 3 giáp máu thế này? Đại ca ở mùa 9 thì chơi chơi chán hay sao? Mà lại chơi đại ca ở bên mùa 10 như này. Bây giờ thì tôi cũng đang muốn trải nghiệm những cái lõi mới mẻ một chút. Nhưng mà phải đợi phiên bình phiên dịch tiếng Việt đã. Chứ mà tiếng Anh này chơi hơi khó đúng không? Uầy, có Ezreal, có Zone. Vậy là mình sẽ cần có một trái tim hoặc là một con Kai nữa. Hôm qua mình chơi là hình như là nhân 7, bây giờ thì còn lại là nhân 6 thôi của mốc 7 các bạn. Cho nên là những cái tích chữ mà cái hộp trái tim của chúng ta sẽ gọi là ít hơn so với ngày hôm qua. Tại vì cái phiên bản ở cái bên server PPE này ấy, mỗi ngày là có một cái update khác nhau và thay đổi liên tục. Mà tôi cũng phải vật lộn lắm mới vào được cái game để làm review cho anh em. Hàng chờ phải nói là sấp mặt. Còn hàng chờ lại còn bị lỗi nữa cơ. Cho nên là anh em xem xong cái video này, đừng quên để lại giúp mình một like, một đăng ký kênh để mình có nhiều động lực ra nhiều những cái video về mùa 10 hơn nữa nhá. Và đừng quên yêu thích những tộc hệ gì, có câu hỏi muốn mình giải đáp về mùa 10 thì hãy bình luận luôn để mình có thể rep những cái comment của anh em. Đó đi, đóng giày, tiếp tới trang bị Pandora. Ui, nhận luôn 44 gold à. Thử nốt cái này xem nào. Ui, toàn là những cái lõi chơi rồi. Thôi thì mình sẽ lấy luôn là quỹ phòng hộ. Nhiều tiền vãi. 134 tiền. Wow. Thực sự là quá giàu. Hai lõi liên quan đến khả năng tích chữ vàng và đặc quyền phú gia. Phú nhị đại đây. Và ở cái mùa 10 này, theo mình nhá, theo mình thì mình hay có một cái lối đánh là úp cấp nhanh để tìm tiếng Anh giữ máu. Ông này có Kain rồi á. Ghê vậy. Level 8 thì nó sẽ bị giảm đi 1% xuất hiện những cái vị tướng bậc 5 vàng. Đấy, bây giờ chỉ còn 3% thôi. Level 9, level 10. Level 9 thì cái vị tướng 5 tiền sẽ là 10%. Ông nào gọi là thoát luôn thế này. Tìm mãi mới được trận. Vào game đã phải solo với rất là nhiều anh em rồi. Giờ thoát là tiếc lắm.
Ok. Sắp đến cấp 9 rồi, cố lên. Và những cái vị tướng 5 tiền ở mùa này nó rất là hay các bạn ạ. Phải nói là rất hay. Hơi dư một Hustle. Johnny 2. Hay là mình bỏ đi được, Johnny 2 thì bỏ tạm như này không? Thôi. Tôi vẫn muốn tích tiền. Tích tiền là cú sách. Có phong kiếm, ông này đánh ca thớt không? Còn ca thớt này ấy, nó có ông nhìn ác lắm các bạn ạ. Nhìn này. Nhưng mà cái lượng mana của nó hồi hơi lâu. Nó gọi, ôi, nó niệm gờ. Vãi trưởng. Thế này thì sao mà nổ được quả hũ đây? Thua hơi sâu. Anh có thể thấy thì khi mà chúng ta thua nhiều tướng của team địch ấy, thì cái lượng stack ở trong cái hũ nó sẽ cộng càng nhiều. Wow, có Cain. Trời ơi. Với lượng máu là 73 thì mình nghĩ là khó tài nào lấy được Cain rồi. Yorick cũng là một trong những vị tướng 5 tiền. Thôi thì lấy cái này đi, găng đi. Akali cầm cung cũng không hoan lắm. Mùa này là chả còn Emerdinger nữa mà đam mê. Illaoi. Nổ hũ rồi này. Con Illaoi này nó sẽ là một con đấu sĩ. Và cái tốc hệ của nó hay cực các bạn ạ. Và khi mà cho Illaoi vào trong team ấy, nó sẽ triệu hồi hai cái xúc tu như này. Illaoi nó sẽ là một trong những vị tướng phòng thủ nha anh em. Nhà này đánh KDA. Illaoi này thì cái xúc tu nó sẽ gây sát thương. Và một cái đặc tính của những cái vị tướng tinh anh, ví dụ như Illaoi siêu sao, sẽ nhận thêm 10 sức mạnh kỹ thuật, 20 giáp và kháng phép. Xúc tu sẽ đập 2 phát mỗi giây. À, đập 1 phát mỗi 2 giây. Bắn nè. Win nhà này. Hơi yếu đuổi. Level 8 rồi, cố lên. $117. Hay là mình làm một game lên lớp cấp 10 luôn không? Tại vì máu còn nhiều vãi. Nhờ. Máu còn nhiều này, chơi còn được. Nhưng mà mình phải tìm cái con Cain tí. Quizana. Kỹ năng của con Quizana này cũng rất là hay nha anh em. Nó có cái mà hiệu ứng siêu sao ấy, hay cực. Anh em cùng để ý con Quizana này. Nó đánh cắp trang bị của team địch. Skill gái. Ui, phải đẩy đi luôn à. Wow, đánh cắp trang bị. Đánh cắp đi. Đâu rồi? Tôi đọc cái kỹ năng của nó là kỹ năng mượn và remix Quizana sao chép trang bị của mục tiêu hiện tại và ném cho những cái đồng minh có khả năng sử dụng tốt nhất. Nghe có vẻ thú vị đây. Đánh cắp trang bị. Cảm giác như đội hình có hai cái xúc tu này nó đông người thật các bạn nhỉ. Đông người vãi ra. Illaoi. Xem đồ đạc cuối cùng nào. Zihin. Wow. Zihin cũng là một trong những vị tướng có khả năng rất là đặc biệt ở mùa 10. Nhưng mà mình lại không thấy con cây nào ta. Đùa. Cho tạm Zihin vào đây.
Anh em xem con Zihin của mình nó bắn này. Mình cũng đang kiểu lấy đồ cho Zihin đấy chứ. Khi nó sử dụng kỹ năng, nó sẽ tạo ra một cái... Đấy, anh em thấy không? Những cái mà ụ súng ở ngoài nó tỉa. Đợi, 4 ụ súng. Ui, tỉa kìa. 5. Ui, nhìn đẹp thế. Kiểu như binh đoàn nó trụ mà một để đấm một con vậy. 136 tiền, 76 tiền mình có thể lên level 10. Blitz, Lucian. Lucian 5 tiền cũng xịn sò. Mình sẽ tận dụng một cái Soji nó. Vương miện hoàng gia. Kiếm súng Hextech. Quizana à? Làm cho nó một cái Soji nó. Quỷ thư chắc là không được. Giáp lửa cũng không được. Giáp lửa tôi có một cái rồi. Làm cái vương miện hoàng gia đi. Anh có thể, anh em có thể thấy thì nó đánh cấp cái huyết kiếm cho con người na kìa. Hay chưa? Ui, Zihin kìa. Hay quá. Bắn rụng trứng con cá thớt trước khi mà nó niệm chết cả team mình. EZ Big Shot. Nổ hũ nào. Một cái gậy. Ồ, nó sẽ là vuốt. Nó sẽ là vuốt rồng không? Check map xem nào. Ông này có Zihin á. Ui, mà Zihin phiên bản là sao chép tướng. Ông này có Sona rồi. Mình sẽ tìm những cái vị tướng mà 5 tiền chưa anh em nào chơi. Giờ sắp lên level 10 rồi mà còn chơi 4 tiền 3 sao thì nó hơi chán. Ui, con này có con Kain kìa. Quét ác. Quét ác. Một cây làm chẳng nên non. lên non. 3 cây chụp lại. Nên thằng Zin. Zin nó kiểu triệu triệu hồi từng những cái ụ súng một đấy. Nó bán ác. Lucian này. Úi giời ơi. Cái ông Jig này lậm luôn của tôi rồi. Ông này có đánh cái gì đây? Ezreal à? Ông này phải đánh Pentakill này. Bán cái này đi các. 4 tiền lên level 10. Ui, ông này cũng chơi Hustle này. Kìa, nhìn những cái tộc hệ của những con 5 tiền. Below Ibis Mixmaster. Kain của tôi bây giờ là mất tích rồi. Để tiết kiệm 2 vàng ở cái vòng này thì mình sẽ không úp cấp. Tại vì 78 trên 80 mà. Thì khi mà chúng ta có cái kiểu lượng cấp độ lên level 10 ấy, thì cái lượng tiền sẽ được giảm đi thôi. Cái kinh nghiệm sẽ ít hơn so với trước đây. Ui, bây giờ là sân khấu của toàn bộ Zihin à. Ông nào cũng chơi Zihin. Nhưng mà một cái khó ở cái con Zihin này ấy, thì nó sẽ là kiểu tốn slot ở hàng chờ. Quizana này, Zihin này, Zik này, Yorick này. Wow, Zik 2 sao. Bán con này đi thôi. Zik đồ cũng rất là đẹp. Mũ phù thủy và Sojin. Kain, Lucian. Mình sẽ phải ôm thêm những cái vị tướng 5 tiền ở đây. Tại vì mùa này nếu như mà chúng ta lên cấp nhanh ấy, thì đôi khi nó cũng sẽ là những cái trận đấu của những nhà 5 tiền 3 sao đánh nhau thôi. Xem dích nào. Boom. Cái gì đấy? Có boom bom gì mà chậm thế. Ui, hình như nó vẫn nổ lan ra nữa các bạn ạ. Tôi cứ tưởng là con Zik với cái skill ném R vậy thì
nó có một cái sát thương diện rộng ra chứ. Ý lao y bán Zone đi nhá, cũng nhiều vàng vãi rồi, thì nếu mà lên được 3 sao ấy nó triệu hồi con gì to lắm, to khủng người luôn ấy. Bán con này đi rồi, không biết là con Zoric này có lừa hay không. Lucian này, ố thôi đại đi, nó là Lucian tinh anh, thôi tập trung lên một con trước đã, bây giờ mà tham lam quá thì chỉ có chết, không nên tham lam quá. Ui Kain, ui ông này Sona 2 à, Carthus, Illaoi, Zig. Thì xem nào, khi mà đội hình của chúng ta có quá nhiều sát thương cũng như là hàng chờ nó full như thế này thì sẽ không có chỗ cho con Zihin nó triệu hồi. Ui Quizana này, vậy là Quizana 3 luôn à, holy shit, bán luôn, chơi thử luôn. Ừ, một cái bàn tay công lý. Ui giời ơi, nó lại là dễ. Chưa bao giờ ở cái mùa nào mà nó lại lên 5 tiền 3 sao dễ như mùa này. Ui, chúng ta sẽ cùng xem sức mạnh của Quizana 5 tiền 3 sao sẽ đẳng cấp như thế nào đây. Một skill, đánh cắp tất cả những cái trang bị của team địch và phát cho những cái vị tướng mà sử dụng phù hợp. Vậy là cả team của mình phun đồ luôn. Vãi thế hả trời. Ui, hình như là những trang bị ánh sáng, những trang bị của On hay là gì đấy thì không thể copy. Nhưng mà copy được những cái đồ đấy thì thôi. 35. Và máu của mình cũng đang còn rất là nhiều các bạn ạ. Mình sẽ bán thử đi. Sẽ là Quizana 1 PS 9 ở mùa 10. Là nó có thể gánh được team hay không. Chơi đi, sợ gì. Nhờ, thử chơi thôi, thử đi. Thua thì anh em mình lại mua tướng mà sao. Bên này thì có gì đâu. Phong kiếm à, Ca Thất sắp lên 3 rồi này. Chúng ta sẽ cùng xem Quizana hất. Ui, tìm bạn là choáng hết rồi. Và một skill thì nó cũng tầm 5.000 sát thương. Mà ở đâu mà team địch cứ dãy nảy lên đấy nhở. Ui, dập theo nhịp, dập theo nhịp bão. Nhìn sướng có mắt vai. Team địch chỉ biết gọi là đứng hình thôi, không có làm ăn được gì đúng không ạ. 47.000 sát thương ạ, vãi bìu. Anh em nào mà đã xem đến đây rồi thì hãy dập nát nút like để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Siêu phẩm Quizana 3 sao 1.9 tại đấu trường chật lý mùa 10. Và anh em nào mà muốn kết bạn Facebook của mình thì vẫn có thể là gửi lời mời các bạn. Link Facebook thì mình sẽ để ngay ở phía dưới thôi. Và nhớ là comment ở cái ảnh mà mình mới đăng nhất gần đây, là mình sẽ đồng ý tất cả những anh em ở bên viewer ở bên YouTube này qua ở Facebook kết bạn với mình nhá. Ok. Nhưng mà cảm giác như là cái cơ chế của con Quizana này ấy, mình cần phải bắt thêm tướng vào để nó có thể hack đồ ấy. Thì mình để một round nữa xem sao. Một round nữa xem là thanh niên này có đi không. Ông này chắc là cũng đang mơ mộng lên ui cũng sắp Zoric 3 rồi. Lên đi đánh em mình solo đấy, cố lên. Ui, cứ như thế này thì cứ team bạn cứ bị choáng hết, cứ một skill phát là dãy nảy hết cả người lên ạ. À, nhìn này. Mạnh vãi. Ui, nhìn này, đẩy phăng team địch đi hết.
Tao đã phóng một chỉ con Mustang. Ok, bao nhiêu máu? Vẫn còn một round nữa. Cố lên nào bạn ơi, lên Zorik 3 đi. Zihin. Mình sẽ bắt thêm những vị tướng 5 tiền này để có thể là ấy nhá. Cho nó hack đồ vào, nhìn đẹp lắm. Sona này, Sona thì cũng có cái cơ chế là kiểu chọn những cái bộ kỹ năng phù hợp cho team. Ôi chết rồi, bắt hết Zorik ông này luôn rồi. Rồi kệ đi. Ui, thằng này cũng khá là đen, cũng không Rona con nào nữa. Xem đây. Nhìn đồ kìa, hack đồ phải được nói là siêu bá. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video lần này của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye.